Sau trận đấu đầu tiên ở Indonesia, chúng ta đá 3-4-3 và có được kết quả hòa. Khi về nước, chúng ta phân tích kỹ lại lối chơi của họ. Lối chơi của họ đá phản công nhanh. Bàn của Tiến Linh ghi bàn theo đúng phân tích của chúng tôi trước đó. Đội này khá yếu bóng bổng. Thực tế, không gian phía sau lưng của hệ thống phòng ngự của Indonesia là khá yếu. Hôm nay, chúng tôi đã khai thác vào vị trí đó và đã thành công.